Vòi xám cam chịu làm kẻ thứ ba. Hỡi nữ thần của lòng anh, có quà cho em này. Nhìn xem, anh không thể xấu hổ à? Đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Không, xin em, hãy cho anh một cơ hội để có thể được ở cạnh em đi mà. Thôi được rồi, nhưng anh phải giúp tôi một việc. Later. Ôi tình yêu của em, hôm nay anh thật là uy phong lẫm liệt. Này, dùng sức đi chứ, chưa ăn cơm mà. Hứa, vì em anh có thể làm mọi thứ chỉ cần em chấp nhận ở bên anh. Trời ạ, ba con cá voi xám này làm gì vậy kia? Do loài cá voi này giao phối theo tư thế bụng đối bụng, chúng quá to và nặng nên không được linh hoạt. Vì vậy cá voi công cụ đã xuất hiện, và điều thú vị hơn là nó lại là một con đực. Ôi, tội nghiệp cho cá voi công cụ đực quá.